Ronaldo đá vào đầu đồng đội cũ ở Manchester United, bị treo giò. Cristiano Ronaldo may mắn thoát thẻ đỏ sau khi đá vào đầu đồng đội cũ ở Manchester United. Rạng sáng nay ngày 9 tháng 9, tuyển Bồ Đào Nha đã đánh bại Slovakia với tỷ số tối thiểu 1-0 ở vòng loại Euro 2024 nhờ pha lập công duy nhất của Bruno Fernandes để giữ mạch toàn thắng sau 5 trận ở bảng D với 15 điểm tuyệt đối, hơn đội xếp thứ 2 là chính Slovakia đến 5 điểm. Ronaldo đã đối đầu với đồng đội cũ tại Manchester United là thủ môn Martin Dubica của Slovakia ở trận này. CR7 đã may mắn tránh được thẻ đỏ trực tiếp sau khi dùng đinh giày đánh bóng cái đầu của Martin Dubica trong trận đấu vòng loại Euro 2024 giữa Bồ Đào Nha và Slovakia. Trong một pha lao vào tranh bóng ở phút 62, Ronaldo đã vô tình đá vào mặt Dubica. Tiền đạo kỳ cựu 38 tuổi của Ajax khẳng định mình không cố ý phạm lỗi, xin lỗi Dubica và bị trọng tài rút thẻ vàng. Đáng chú ý, với chiếc thẻ vàng này, Ronaldo sẽ vắng mặt trận sắp tới Bồ Đào Nha gặp Luxembourg. Đội trưởng của Ajax bị treo giò một trận vì đã nhận đủ 3 thẻ ở vòng loại Euro 2024. VAR đã kiểm tra tình huống có thể xảy ra thẻ đỏ, nhưng Ronaldo đã thoát khỏi chiếc thẻ đỏ trực tiếp vì anh chỉ ham bóng vô tình trượt chân từ ngực tới mặt Dubica. Ronaldo đã chơi cùng Dubica một thời gian ngắn ở Manchester United mùa trước. Nhưng tình cảm giữa cặp đôi vẫn không hề phai nhạt khi cả hai rất vui vẻ với nhau trên sân. Bồ Đào Nha đang dẫn trước 1-0 vào thời điểm xảy ra sự cố ở phút 62 của trận đấu tại Bratislava nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes ở phút 43. Đội trưởng của Manchester United sút tầm thấp từ góc hẹp giúp đội khách Bồ Đào Nha ghi bàn duy nhất trận đấu. Siêu sao 38 tuổi Cristiano Ronaldo đang chơi trận thứ 201 cho tuyển Bồ Đào Nha ở tuổi 38. Tiền đạo 38 tuổi rời Manchester United vào tháng 12 năm ngoái. Hợp đồng của anh bị chấm dứt theo sự đồng ý của cả hai bên sau khi bất hòa với huấn luyện viên Erik ten Hag. Sau đó, Ronaldo ký hợp đồng với câu lạc bộ Al Nassr của Saudi Arabia và bắt đầu tạo ra làn sóng dịch chuyển khi các cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu chuyển sang Trung Đông. Trong khi đó, Dubica gia nhập Manchester United theo dạng cho mượn từ Newcastle United vào tháng 9 năm 2022 sau khi mất vị trí tại những chú chim chích chòe vào tay thủ môn Nitoz. Tuyển thủ Slovakia đến Old Trafford bắt dự bị cho David De Gea sau khi Dean Henderson chuyển đến Nottingham Forest theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, Dubica đã trở lại Newcastle vào tháng 1 sau khi chỉ ra sân 2 lần tại Manchester United đều ở Carabao Cup. Sau đó, Dubica tiết lộ anh buộc phải xóa tài khoản Twitter của mình do nhận hàng loạt sự chỉ trích vì anh chuyển sang Manchester United. Martin Dubica chia sẻ, một số tin nhắn rất gay gắt. Một số trong số đó rất xúc phạm đến gia đình tôi và bản thân tôi. Tôi đang nghĩ, liệu tôi có xứng đáng với điều này không sau 5 năm cố gắng cống hiến hết mình cho câu lạc bộ Newcastle. Nhưng đó là bóng đá. Không phải ai cũng có thể yêu bạn. Đó không phải là thế giới này. Twitter. Sự lạm dụng ở đó. Tôi không mong đợi điều đó. Nhưng có một số người hâm mộ đánh giá cao khoảng thời gian tôi ở đây và họ đã thể hiện tình yêu với tôi ngay cả khi tôi trở lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.